Thưa quý vị, Cục Hải quan Lào Cai cho biết trong ngày đầu năm mới đã có 40 doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của Lào Cai, tăng mạnh so với mọi năm. Đầu giờ sáng mùng 1 Tết, trên 100 tấn sầu riêng, mít cùng nhiều loại hàng hóa khác đã được làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tặng hoa cho lái xe đầu tiên của hai nước sông đất, với kỳ vọng vào một năm mới giao thương thuận lợi. Cũng kỳ vọng năm 2024 mở man vì một hiệu quả cao. Thì đầu năm ngày 1 chúng tôi đã được xuất khẩu được 56 xe, thì cũng kỳ vọng một tháng cũng được 200-300 xe. Năm 2024, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục cải thiện hạ tầng nâng từ 2 luồng lên thành 5 luồng thông quan, phát huy hiệu quả nền tảng cửa khẩu số, giảm chi phí logistics nhằm thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Phối hợp với lại chính quyền của Vân Nam cũng như là châu Âu Nga để tăng cường cái kết nối của các cái doanh nghiệp dựa trên 5 cái nội dung chính, đó là về công nghiệp, về nông nghiệp, về du lịch, về lao động và thương mại điện tử. Và cái thứ ba đó là chúng tôi phối hợp cùng với lại châu Âu Nga để làm sao cho cái chi phí logistics thông qua cái cửa khẩu của Lào Cai và hà khẩu này có cái cạnh tranh nhất để thu hút được hàng hóa để xuất khẩu tại cửa khẩu Lào Cai. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cây cầu kết nối Bản Vược Việt Nam và Bá Sái Trung Quốc sẽ sớm được khởi công. Dự án này kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc, góp phần gia tăng năng lực thông quan hàng hóa.